Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Ngày hôm nay thì bọn mình đã quay lại với chuyên mục so sánh với chữ X. Mình muốn nhắc lại một chút là cái chuyên mục so sánh với chữ X này, nó là cái chuyên mục được sinh ra để chúng ta đặt lên bàn cân những chiếc xe tưởng chừng là không liên quan gì đến nhau, thế nhưng mà lại rất liên quan. Nhắc lại một chút để cho anh em đỡ bắt lỗi chính tả thôi. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng so sánh hai chiếc xe. Một chiếc là xe sang cũ, còn một chiếc là xe tầm trung nhưng mà mới. Và cả hai chiếc xe này đều có giá ngang ngang nhau bây giờ. Và cả hai chiếc xe này cũng đang được bán ở trên trang chợ Tốt Xe. Hai cái chiếc xe của mình đang có ở đây là một chiếc Mercedes C250 đời 2011 và một chiếc Kia Soluto phiên bản Luxury AT, gọi là phiên bản cao nhất, mới nhất bây giờ. Hai cái chiếc xe này thì có thể nói là nằm trong cái tầm phân khúc giá từ 4 đến 500 triệu mà mình tin là kiểu gì cũng sẽ có người lăn tăn. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn chợ Tốt Xe đã đồng hành cùng Đường Hai Chiều để giúp bọn mình thực hiện được video này. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Để so sánh hai chiếc xe này thì có lẽ là vẫn phải nói đến ngoại hình đúng không? Đầu tiên là mình nói về cái chiếc Merc C250 này đi. Theo anh thấy thì kể cả là cái chiếc xe này nó đã 10 năm tuổi rồi, thế nhưng mà cái nét thiết kế này, cái đường nét thiết kế của cái chiếc C250 cho đến thời điểm hiện tại thì cảm giác nó vẫn chưa bị quá lỗi thời đúng không? Em cảm giác là nó vẫn mang một cái nét rất là duyên dáng, mà nó cũng khá là kiểu như là cũng hơi chảnh một xíu, rất là classic của Merc. Tức là chúng ta có thể nhận ra được một chiếc Mercedes C-Class mà nó chạy ở trên đường mặc dù là 10 năm tuổi rồi, nhưng mà ai nhìn vào thì cũng sẽ không thể nào mà lẫn được với cả bất cứ một cái chiếc xe nào khác. Đặc biệt là ở cái phiên bản C250 này thì thường là chúng ta sẽ có cái phần mặt ca lăng cũng như là cái logo sau ba cánh nó nổi bật hơn so với cả những cái chiếc xe ví dụ như kiểu là C300 hay là C200, thì C250 luôn luôn có một cái điểm nổi bật nó là như vậy. Nó là cái độ chảnh của nó, đúng không? Ngoài ra thì em thấy là mọi người còn hay bảo cái đời dòng đời xe Merc đời 2011 này khá là lành. Nên là nếu mà chọn mua xe cũ thì có thể là chọn đời này thì nó sẽ an toàn. Cái yếu tố lành hay không thì có lẽ là chúng ta tí nữa chúng ta sẽ bàn tiếp. Bây giờ chúng ta hãy cùng nói về ngoại hình của chiếc Soluto. Đây, chiếc Soluto. Đây là một cái chiếc xe mà nó phù hợp với cái phong cách thời trang của người trẻ bây giờ nhỉ? Cảm giác nó đô thị. Nó đô thị hơn. Nó rất là trẻ và nó đô thị, nó phù hợp với cho những cảm giác là lái chiếc xe này thì nó lại mang một cái xu hướng kiểu trẻ trung hơn mà nó năng động hơn một chút. Thực ra thì có một cái điểm nữa mà mình cũng muốn đặt lên bàn cân so sánh hai chiếc xe này, đó là mặc dù giá tiền giống nhau nhưng phân khúc thì nó không giống nhau. Chiếc C-Class của Mercedes thì có thể nói nó là một cái chiếc xe thuộc phân khúc hạng D. Còn Soluto thì là một cái chiếc xe thuộc phân khúc hạng B. Và chính vì vậy thì cái việc mà nhìn về mắt nhìn của hai chiếc xe này, chúng ta cũng có thể cảm thấy là một cái chiếc xe nhìn nó to, nó dài hơn, nó chảnh hơn. Còn Soluto thì nhìn nó lại gọn gọn, nó phù hợp với đô thị hơn. Cái đầu ấy thì ai nhận ra đúng không? Thì nó là thuộc khác phân khúc mà, cái đấy thì mình cũng phải biết thôi. Có lẽ là về mặt hình ảnh thì mình cũng không cần phải tả nhiều nữa. Các bạn có thể xem qua video và xem được những cái chi tiết ở trên hai cái chiếc xe này rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng lên xe và cùng xem là nội thất hai cái chiếc xe này nó khác biệt như thế nào nhá. Rồi, với phần nội thất của Mercedes C250 2011 thì đây là cái phiên bản là vào cái thời điểm đấy là vừa mới facelift xong á. Thì nó là một cái phiên bản mới. Thế nhưng mà với thời điểm hiện tại thì có thể thấy là về tổng thể thiết kế của cái chiếc xe này nó cũng rất là 10 năm tuổi rồi đúng không? Nó cũng so với bây giờ thì tất nhiên là nó sẽ hơi bị lỗi thời một xíu. Thực ra thì anh thấy là gọi là lỗi thời thì cũng không đến nỗi là lỗi thời. Với cái thiết kế này nhìn nó vẫn gọi là gọn gàng và hiện đại. Thế nhưng mà trước khi nói về câu chuyện là có cái gì lỗi thời thì chúng ta phải nói về cái chất lượng của nội thất xe sau 10 năm thì nó như thế nào. Đầu tiên là anh thấy những cái phần ví dụ như kiểu mặt táp lô này hay là những cái phần ốp gỗ này này, nó có dấu vết của thời gian. Tất nhiên là 10 năm tuổi thì
kể cả những cái chiếc xe có thể gọi là siêu bền như kiểu Toyota, Mitsubishi các thứ thì cũng sẽ phải có dấu vết thời gian thôi. Thì tất nhiên là chiếc xe này sẽ không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng mà với cái chiếc xe mình đang chạy ở đây thì cái tình trạng của nó lại tương đối là mới, cũng không có quá nhiều những cái dấu hiệu ví dụ như là bị quá xấu xí. Có thể là chủ xe cũ đi cũng khá dữ nhỉ? Ừ, em thấy anh cũng khá dữ. Có một cái điểm nữa là những cái nút bấm ở trên phần vô lăng hay là thậm chí là những cái nút bấm ở trên cái phần trung tâm này này, thì anh thấy là nó cũng không hề có cái dấu hiệu là bị lỏng lẻo hay là hỏng hay thế nào cả. Tất cả mọi thứ đều hoạt động rất là tốt và phím bấm vẫn rất là chắc. Những cái phím ở trên vô lăng này hay là những cái cần cruise control hay là những cái nút bấm ở trên cái phần radio đây hay là núm điều hòa, tất cả mọi thứ vẫn rất là chắc chắn, nó không có cái dấu hiệu là bị lỏng hay là như thế nào hết. Thì mình thấy là mọi người cứ nói là xe Đức không bằng xe Nhật, nhưng mà mình thấy là về những cái phần về nội thất này này, những cái phần nhìn và những cái phần sờ thì mình thấy là xe Đức 10 tuổi cũng không hề là như người ta nói đâu, đi vẫn rất là ngon lành. Bản chất là cái chất lượng hoàn thiện của xe Đức khi mà mới thì nó cũng vẫn rất là tốt rồi, cho đến bây giờ thì qua 10 năm sử dụng thì em thấy là nó không bị như nào nhỉ, nó bị không bị xuống cấp quá. Đúng rồi, không bị xuống cấp quá nhiều. Thế nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải nhận ra một điểm là cái hệ thống giải trí của chiếc xe này nó là một điều mà không thể nào rất khó để sống chung được vào cái thời điểm năm 2021, đúng không? 2021 rồi, nhưng mà cái mình ở đây chúng ta chỉ được trang bị một cái màn hình nhỏ thôi, tầm độ 5 inch thôi, và chúng ta chỉ có thể là kết nối cũng không kết nối được Bluetooth cơ, mà mình có thể chỉ cắm điện thoại vào để nghe nhạc thôi, còn không cả có tìm đường hay là gì cả, có thể nghe radio thôi. Đó, nó rất là thô sơ, và đó là một từ thô sơ cho cái hệ thống trung tâm giải trí này. Thực ra vào 10 năm trước thì đây là một cái hệ thống tương đối là xịn sò, tất cả những dòng xe sang ngày xưa thì như thế này rất là xịn rồi. Cái phần tablo trung tâm này thì cũng có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái phần đầu rất là to. Có cả nút bấm để gọi điện thoại đây, và chúng ta có cả ổ đĩa CD này, rồi chỗ cắm thẻ nhớ. Những cái trang bị nó cực kỳ là classic. Và nếu như mà các bạn lựa chọn một cái dòng xe Đức cũ như thế này 10 năm tuổi thì rõ ràng là để đảm bảo được cái hệ thống giải trí, chúng ta bắt buộc phải có những cái nâng cấp để phù hợp hơn với cái nhu cầu sử dụng của thời bây giờ. Thế nói thế nhưng không phải là hoàn toàn là chán đâu nha. Ví dụ như hệ thống loa của C250 thì chắc chắn là Soluto đến 2025, 2030 có khi vẫn không bằng được. Đúng rồi, loa của C250 thì chất lượng âm thanh nó cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà Soluto, bản thân Soluto thuộc phân khúc xe hạng B nhưng mà cũng đã có màn hình giải trí rồi nhá. Độ phân giải các thứ không hề tồi đâu. Đúng rồi. Kết nối được Bluetooth các kiểu luôn. Nói về cái màn hình giải trí của Soluto thì nó ở trong phân khúc cũng gọi là nhìn hơn một số cái dòng xe khác đấy. Có dẫn đường này, có màn hình nó khá là mượt nữa, to, đẹp. Đấy là một cái điểm mà chúng ta sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều nếu như mà nhu cầu của các bạn không quá gọi là không quá cầu kỳ. Có một cái điểm nữa mà cũng phải đề cập đến ở trên C250, đó chính là đây là một cái chiếc xe có thể gọi là xe hạng D đi. Thế nhưng mà cái không gian ở trong một cái chiếc C-Class thì thường là chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi quá nhiều. Từ trước hôm nay thì thông thường mọi người vẫn hay nói là những cái chiếc C-Class của Mercedes thì cái không gian nội thất nó không được đánh giá quá là cao đâu. Mặc dù là xe hạng sang đấy nhưng mà ngồi đằng sau thì hay là kể cả ngồi đằng trước thì mình cũng chỉ được cái độ thoải mái vừa phải thôi. Đây ngay tại cái ghế lái đây, cái khoảng rộng để mình cựa quậy tay thì nó cũng không quá là nhiều đâu. Sau cái phần nội thất lướt qua như vậy rồi thì chúng ta phải đến một cái điểm mà chắc chắn là nó sẽ chiến thắng Soluto, đó là phần động cơ. Chiếc xe này được trang bị một khối động cơ là 1.8 tăng áp turbo và nó sinh ra khoảng tầm 200 ngựa, 200 mã lực. Nó số tương đối là dư giả để mà chúng ta sử dụng xe ở Việt Nam, đặc biệt là trên một cái chiếc xe gọi là sedan cỡ nhỡ như thế này. Rồi, nếu mà xét về cái khối động cơ này thì so nhìn về con số thì nó đang là mạnh gấp đôi Soluto rồi. Mạnh hơn gấp đôi luôn. Soluto thì chỉ có sản sinh ra được 94 mã thôi. Chiếc xe này thì được 200 mã thì nhìn con số là như vậy rồi. Cái cảm giác lái của Soluto thì tiệm nữa mình sẽ nói rõ hơn. Thì ở trên chiếc xe C250 thì Đức thì sao? Xe này thì rõ ràng là động cơ 200 ngựa thì rõ ràng là rất là sông sênh. Rất là sông sênh để chạy ở cái điều kiện ở Việt Nam. Có một cái điểm mình thấy không thích lắm thôi, đó chính là cái chiếc xe này thì nó sẽ
không có một cái phản hồi chân ga quá tốt. Đó, nó không có phản hồi, nó sẽ có một cái độ trễ. Mấy ngày vừa rồi Thảo Anh cầm xe chạy thì có lẽ là cũng sẽ nhận ra được cái điều này, đúng không? Đúng rồi. Nó hơi trễ, kể cả chúng ta chuyển sang cái chế độ sport, chế độ thể thao, thì chiếc xe nó cũng sẽ chỉ có cái thao tác giữ vòng tua lâu hơn, muộn hơn thôi, chứ còn không có cái sự thay đổi gì về phản hồi chân ga cả. Cái điều này đôi khi cũng cảm thấy cho mình là tương đối sốt ruột khi mà chạy xe. Nhưng một khi mà ga đã bắt rồi, xe đã thốc lên rồi thì là sướng. Cái điểm thứ hai đó chính là về cái phần vô lăng của Mercedes thì trên chiếc xe này sau nhiều năm rồi. Và nói chung là về cái độ chính xác của những cái dòng xe Đức thì có lẽ là một cái chiếc xe cỡ nhỏ của Hàn Quốc khó mà có thể so sánh được. Đặc biệt là ở trên một cái chiếc xe như C250. Cái điểm thứ hai là cái chiếc xe này nó có một cái độ đầm tay lái nhất định, chúng ta có thể cảm nhận được khi mà đánh lái. Thế nhưng mà do tuổi tác rồi cho nên là các bạn thể nhìn thấy cái vô lăng này hơi bị lỏng. Nó sẽ hơi bị lỏng tay khi mà chúng ta đi tăng. Đây là một cái điểm mà mình thấy phần lớn bạn bè của mình, có đôi ba anh cũng chạy những cái dòng C-Class loanh quanh đời như thế này thì cũng đều gặp một cái vấn đề như vậy. Cái vô lăng nó sẽ không còn được quá vững, nó sẽ có phần hơi lỏng tay khi mà chúng ta đi thẳng. Tiếp theo về hệ thống treo thì em thấy sao về hệ thống treo của chiếc xe này? Về hệ thống treo của Mercedes mà sau thời gian 10 năm thì bản thân em trải nghiệm em thấy là nó không chắc chắn là nó sẽ không được như xưa rồi. Và đấy, ví dụ nhá, đây đi qua cái gờ giảm tốc đấy thì nó sẽ cho mình một cái cảm giác nó hơi bị chồng chành một xíu đấy, em thấy nó hơi bị chồng chành một xíu. Cái hệ thống treo này nó sẽ không mang lại cho mình một cái cảm giác ổn định hoặc là êm ái, thì cũng không hẳn là êm ái đâu. Có một cái vấn đề chung của những cái dòng C250, ví dụ cái đời 2011 này này, thì mọi người hay có vấn đề về thụt. Có khá những cái trường hợp mà phải đi gọi là bảo dưỡng, thậm chí là thay thế cái hệ thống treo, hệ thống giảm sóc ở trên xe. Với cái chiếc xe này thì mình cảm thấy là nó không còn được như cái tình trạng ban đầu, thế nhưng mà nó cũng không đến mức gọi là quá tệ. Thế nhưng mà nó mang lại một cái cảm giác nó kiểu nó hơi lùng bùng, nó không chắc, nó không, tức là cái thao tác sửa tác dao động nó cũng không dứt khoát. Nó cảm giác nó hơi lùng bùng nên là đi nó cũng không thực sự là cảm thấy dễ chịu, đúng không? Thế nhưng mà nói gì thì nói thì xe này nó vẫn đầm, chạy nó vẫn đầm, và nếu như mà so với cả Soluto thì chắc chắn là nó đầm hơn rất là nhiều. Hai nữa là nó, các bạn biết là những cái dòng xe Mercedes, những dòng xe Đức thì luôn luôn là chúng ta sẽ có cái hệ thống treo đằng trước, nó sẽ là tay đòn kép, càng a kép, và đằng sau tất nhiên nó sẽ là treo đá điểm. Thì đó là những cái điểm mà nó sẽ vượt trội hơn rất nhiều. Đặc biệt là nếu như mà nói về với cái mức giá 400 triệu mua xe mới thì chắc chắn là không bao giờ chúng ta có thể mua được một cái xe với cái trang bị như vậy. Em thấy là chiếc xe này kết âm khoang động cơ khá là kém. Bản thân em thấy thì nó cũng có thể là tại vì cái khối động cơ này nó cũng được sử dụng 10 năm rồi, cho nên là mỗi một lần đạp ga, thúc ga thì cái tiếng động cơ nó dội lên rất là rõ. Đấy, nhìn chung thì đi xa thì nó sẽ tạo cảm giác là hơi bị mệt với cái tiếng động cơ này. Nó hơi ù. Nó ù nhiều. Còn cách âm môi trường thì anh thấy sao? Cách môi trường thì mình thấy là có lẽ là vào 10 năm trước thì đây là một chiếc xe có thể là ngon lành. Nhưng mà so với cả những cái dòng xe vào thời điểm hiện tại thì thực sự là cách âm môi trường của C250 nó cũng không có cái gì nó quá là nổi bật. Tất nhiên là tốt là Soluto, rõ ràng rồi, nhưng mà về mặt bằng chung thì mình thấy là nó cũng không có cái gì quá là nổi bật. Đấy, không quá khó chịu. Đồng ý với Thảo Anh là cái phần động cơ này nó dội tiếng ù vào trong khoang cabin khá là nhiều. Và đó là một cái điểm mà có thể nói là một điểm tương đối khó chịu khi mà chúng ta sử dụng chiếc xe này. Tiếng turbo chúng ta nghe rất là rõ và cái tiếng ù của động cơ rất là nhiều. Nhưng mà đối với những ai mà kiểu gọi là enthusiast, thích lái xe thì có thể cái tiếng này nó sẽ là một cái tiếng nó đem lại cảm giác phấn khích. Nhưng mà trên C250 với mặt ca lăng như thế này và với một cái logo mèng nổi như thế kia thì mình nghĩ là không phù hợp lắm. Rồi một điểm cuối cùng mà mình nghĩ là rất nhiều người cũng sẽ quan tâm khi mà đi mua một cái dòng xe sang, xe Đức cũ, đó chính là về tiêu hao nhiên liệu. Theo như những con số mình đo được thì trong một vài ngày vừa qua bọn mình sử dụng trên cả những cái cung đường trường cũng như là gọi là đường hỗn hợp á, thì cái con số mình nhận được là khoảng tầm hơn 10 lít rưỡi
trong 100 cây. Đây là một con số mà không phải là quá kinh khủng, nhưng mà cũng không phải là quá lý tưởng, đúng không? Còn mức độ tiêu hao nhiên liệu tức thời ở chiếc C250 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm độ 14 lít. Đấy là trong điều kiện test xe của mình nữa. Ừ, trong điều kiện test xe nữa. Thì em thấy là con số này thì tất nhiên thì đây, tại vì mình đi cũng test xe cho nên là nó sẽ yêu cầu động cơ phải làm việc nặng hơn một chút xíu, nên là con số này thì mình nghĩ là chấp nhận được nhưng mà không thực sự là lý tưởng theo mình thấy, chỉ là như thế. Tất nhiên là nếu như mà các bạn đã xác định là các bạn đang đi một cái chiếc xe sang rồi thì khi mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện xăng cộ thì có lẽ là họ không cần phải quá khắt khe về nó, đúng không? Cũng phải xác định tâm lý trước rồi. Đúng rồi, còn có rất nhiều thứ tiền khác chúng ta cần phải chi chứ không phải tiền xăng đâu các bạn. Rồi, ok, đó là sơ qua về chiếc C250 2011. Vậy thì còn chiếc Kia Soluto thì sao? Đổi xe. Rồi sang đến Soluto thì cái điểm đầu tiên mình cũng muốn nhận xét về phần thiết kế. Mặc dù đây là một chiếc xe mới nhưng mà thiết kế nội thất của Soluto thì mình thấy là cũng tương đối là đơn giản, dễ dùng, dễ sử dụng. Mình nghĩ là cái phần thiết kế thì có cái điểm nhấn duy nhất đó chính là cái phần thiết kế vô lăng này đây. Nhìn khá là đẹp đúng không? Nhìn thiết kế vô lăng nhìn trông rất là chỉn chu so với cả tổng thể cả cái khoang táp lô ấy, khoang cabin ấy. Đúng rồi, thiết kế vô lăng thì nhìn nó kiểu xe thể thao, nhìn nó chất thể thao. Ngoài ra thì những cái thiết kế như là ở phía bên dưới thì có một cái em thấy cũng hơi lạ là cái phần để kéo cửa kính xuống thì nó lại để bên này. Cái phần điều khiển trung tâm này thì thực sự mà nói nó không phải là đơn giản đâu, mà mình phải nói thật là nó là thô sơ. Nó là thô sơ khi mà chúng ta có tất cả mọi thứ điều chỉnh đều là cơ hết. Chúng ta có điều hòa cơ, lấy gió cơ, gió trong, gió ngoài cũng là cơ. Đây, cái lấy gió trong, gió ngoài kiểu mình phải kiểu kéo ra. Đấy, kéo ra. Nó lại là một cái điểm nó rất là classic ở trên một cái chiếc xe vào thời điểm hiện đại. Giống như một cái chiếc xe Mercedes thì có là một cái chiếc xe có những cái trang bị có thể vẫn là hợp thời hiện đại trên một cái chiếc xe gọi là classic. Thì đây chúng ta có những cái chi tiết rất là classic ở trên một cái chiếc xe hiện đại. Nó là một cái sự tương phản khá là buồn cười. Nhìn chung thì nói về cái phần thiết kế nội thất thì em thấy là Mercedes nó vẫn có một cái sự duyên dáng hơn. Đó, tất nhiên là mình cũng không thể so về cái chất liệu nội thất của một dòng sedan hạng D với một chiếc sedan hạng B được. Chất liệu nội thất ở trong khoang cabin của Mercedes thì nó cũng được chỉn chu hơn, nó cũng được trang bị chất liệu tốt hơn nữa. Nó có một cái mà rõ ràng là với cái mức giá là cũng khoảng loanh quanh hơn 400 triệu thì Soluto cũng không phải là một cái chiếc xe gọi là ở cái phân khúc là mức giá cao. So với cả những cái chiếc xe hạng B bây giờ thì nói chung là cái gì nó cũng sẽ có lý do của nó. Chúng ta sẽ có một cái nội thất với rất là nhiều phần nhựa cứng này. Và gõ vào thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được nó không phải là một cái gì để nó đem lại một cái cảm giác cao cấp được. Rõ ràng với một cái mức tiền như vậy, một cái chiếc xe mới thì mình nghĩ như thế này là hợp lý. Như thế này là hợp lý bởi vì nó đơn giản và nó thực dụng. Đó, như em nói lúc nãy thì cái này nó lại là cái điểm cộng này. Cái phần màn hình giải trí của Soluto nó rất là sắc nét. Đó, cái phần cảm ứng nó cũng khá là nhạy. Mượt, nói chung là mượt. Tốt hơn so với cả C250. Thế này thì là chắc chắn rồi. Có một điểm nữa mình thấy là một cái điểm cũng phải đáng nói. Nếu như mà các bạn chọn C250 các bạn sẽ được điều hòa. Thứ nhất là có điều hòa tự động và thứ hai là điều hòa hai vùng độc lập. Còn tất nhiên là trên Soluto chúng ta sẽ có điều hòa một vùng thôi và điều hòa cơ, đó là một cái điểm mà thực sự là phải rất đáng kể. Còn cái khả năng làm mát thì có một số người phàn nàn về việc là những kiểu xe mẹt đi lâu rồi giàn lạnh có vấn đề các thứ, nhưng mà với chiếc xe 250 mình trải nghiệm thì mình thấy là nó vẫn rất là ngon, không có vấn đề gì cả. Và khả năng làm mát của hai cái chiếc xe này thì mình thấy là tương đương nhau. Tương đương nhau thực sự là như thế. Về cái không gian nội thất thì bản thân em thấy là Soluto nhìn hơn, nó rộng rãi hơn. Đây ví dụ cái phần ở khoang phía trên này có cái khoảng tay nó cũng rộng rãi hơn mẹ. Ở hàng ghế thứ hai cũng thế, nó cũng có một cái khoảng chân thoải mái hơn một chút. Về phần ghế của Soluto thì mình thấy nó là một cái điểm cộng, ghế ngồi khá là êm mà nó cũng được bọc da. Nói chung là so với cái tầm tiền này ở trong phân khúc thì nhiều chiếc xe cái tầm tiền này thì nó không được bọc da đâu mà nó sẽ là
nỉ. Ngồi nỉ thì nó sẽ nóng hơn một chút. Sunoco thì được trang bị khối động cơ là 1.4 lít Kappa cho ra 94 ngựa, giống như mình đã nói lúc nãy. So với các khối động cơ 200 mã lực của Merc thì khối động cơ này của Sunoco nghe chừng có vẻ là yếu hơn khá khá đấy. Nhưng mà được một cái là nó kéo một cái xác nhẹ, cho nên là cái cảm giác lái nó sẽ mang lại một cái cảm giác lái thoát xe. Nó không bị ì như là mọi người nhìn vào thông số mọi người có thể nghĩ. Nói chung là mình thấy là một chiếc xe với khối động cơ như thế này thì đi ở trong phố nó quá là phù hợp và nó đáp ứng đủ được những cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nói chung là khi mà Kia họ làm cái xe này thì chắc chắn là cái mục đích được sinh ra của nó là chạy ở trong đô thị rồi. Cho nên là những cái động cơ rồi các thứ thì như vậy là hợp lý. Còn rõ ràng là C250 thì khi nó được sinh ra thì nó để phục vụ nhiều mục đích hơn. Đó thì nó sẽ làm được nhiều hơn, thì cái đấy là mình phải nhìn nhận vào một cái là như thế. Nếu như mà các bạn chọn mua kể cả là C250 cũ thì cái công năng sử dụng và những cái gọi là những cái mục đích các bạn có thể sử dụng được nó sẽ nhiều hơn so với cả Sunoco. Nhưng mà với Sunoco thì nó sẽ có rất là nhiều điểm lợi khi mà chúng ta chạy một khối động cơ nhỏ, đúng không? Đúng. Chạy một cái khối động cơ nhỏ như thế này thì cái điểm mạnh của nó chính là tiết kiệm nhiên liệu. Và theo như những thông số hiển thị ở trên màn hình đo nhiên liệu thì nếu mà các bạn chạy trong phố hoặc là chạy khung đường hỗn hợp thì nó sẽ rơi vào khoảng loanh quanh hơn 5 lít. Một con số rất là tiết kiệm so với cả cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của Merc thì ôi giời, nó sẽ đúng là mạnh hơn gấp đôi thì tiêu hao nhiên liệu bằng một nửa. Nói chung là tiền nào của đấy, pay to win, chúng ta bỏ nhiều tiền ra thì chúng ta sẽ được một chiếc xe mạnh hơn, cái này thì là đương nhiên rồi. Có một cái điểm nữa anh cũng để ý ở trên Sunoco là nó phù hợp hơn đối với cả cái việc chạy đô thị, đó chính là cái hệ thống treo của chiếc xe này nó khá mềm, nó rất là mềm đấy, rất mềm. Là nó tương đối là êm. Êm nhưng mà bù lại thì thực sự là về cái độ đầm cũng như là cái độ ổn định của Sunoco thì mình nghĩ là so với C250 thì kể cả C250 mình có nói là cái thụt của nó chạy nó bị lủng bùng hay thế nào đi nữa, nó vẫn đầm hơn Sunoco rất nhiều. Một phần là tại vì Sunoco nó cũng nhẹ hơn nữa, nên là khi mà mình đi mình cua các thứ mà hơi gắt thì nó sẽ có hơi một chút cái cảm giác là hơi bị chênh xe lên, chênh xe và văng xe. Sunoco nếu như mà các bạn chạy theo kiểu của mẹ hay là các bạn chạy kiểu nhìn nhìn một chút thì rõ ràng đây không phải là cái chiếc xe để làm cái việc đấy. Nó văng xe rất là nhiều, thêm cái việc là hệ thống treo nó rất là mềm, cho nên là cái việc mà để giữ ổn định cho chiếc xe nó là một cái điều mình nghĩ là nó sẽ bị giới hạn. Nó sẽ phù hợp với cái việc là chúng ta sử dụng để di chuyển hàng ngày, nó êm, nó đủ êm ái ấy. Thế nhưng mà nhá, trang bị ở trên chiếc xe này thì nó có một cái rất là đáng giá, các bạn biết là gì không? Cruise control. Chúng ta có cruise control, tưởng chừng như là xe là chỉ đi trong phố nhưng mà cũng có cruise control đấy. Đúng là ở trong tầm giá này thì bây giờ các bạn mua xe mới, mình nói xe mới nhá, thì cũng không có nhiều xe mà các bạn sẽ nhận được một cái trang bị là kiểm soát hành trình cruise control đâu. Thế nhưng mà bên C250 thì có một cái tính năng anh thấy hay hơn, đó là tính năng lim, giới hạn tốc độ. Cái đấy thì mình đỡ bị quá chân ga, thì nó là một cái hay. Nhưng mà thực sự là ở trên Sunoco mình thấy trang bị như này với một cái tầm tiền thì cũng là một cái deal khá là ngon. Một cái deal khá là ngon mặc dù sẽ có những cái điểm trừ. Thế nhưng mà với một cái chiếc xe mua mới thì đây là một cái chiếc xe mà mình thấy là khá là đủ dùng, khá là đủ dùng, phù hợp với cả cái tính thực tế, tính thực dụng, đúng không? Về cách âm môi trường thì em thấy là Sunoco vẫn nằm ở phần trung ở trong phân khúc. Nếu mà so với cả Merc thì nó sẽ có thể là nó sẽ hơi kém hơn một chút tẹo về cách âm môi trường. Còn cách âm động cơ thì em lại thấy là Sunoco tốt hơn. Đúng rồi, gần như không nghe tiếng máy dội vào trong cabin một chút nào. Thế nhưng bù lại thì chúng ta sẽ bị thấy tiếng ồn ở xung quanh xe nó sẽ dội vào nhiều hơn này, hay là cái tiếng lốp nó dội lên thì nghe cũng rõ hơn là so với cả chiếc C250 kia. Mặc dù Sunoco nó sử dụng cái mâm là 14 inch và lốp là 175/70/14, lốp khá là dày, lốp khá là dày và đi nó cũng đem lại với cảm giác là nó vừa êm tai nữa và nó êm ái cho người ngồi. Thế nhưng mà tất nhiên là về cái khả năng cách âm thì không thể nào, rất là khó để so với cả một cái chiếc xe sang như là C250. Đó là một cái điểm mà chúng ta cũng phải đánh đổi thôi, phải đánh đổi thôi. Nói chung là để chốt lại về cái trải nghiệm ngồi thì rõ ràng là không cần nói, có lẽ là nhiều người cũng sẽ hiểu ra thôi. Khi mà chúng ta ngồi một cái chiếc xe sang nhưng mà cũ thì nó vẫn có những cái trải nghiệm cao cấp.
nó vẫn có những cái độ chảnh và cái độ sướng của nó, mà thường thì những cái chiếc xe gọi là xe bình dân, phân khúc bình dân mới thì rất là khó để mà bắt kịp một cái chiếc xe sang cũ mà cũ đến 10 năm tuổi rồi thì nó rất là khó. Mặc dù là có những cái trang bị ở trên những cái chiếc xe gọi là bình dân mới thì nó hiện đại và nó hợp thời hơn so với cả nhà cũ chẳng hạn. Tất nhiên rồi, thế hệ cách biệt tận 10 năm nhưng mà cho nên là nó cũng sẽ có nhiều cái cập nhật nhưng mà bây giờ mới có. Đúng rồi. Ngày xưa thì không có, ngày xưa có thể là xe 20 nó thời đấy nó sẽ là một cái gì đó nó được trang bị rất là đầy đủ. Còn bây giờ bây giờ thì nó lại nói chung là bên cạnh những cái việc về chất lượng nội thất này rồi vận hành trang bị các thứ thì vẫn còn một cái yếu tố nữa mà chúng ta cần phải cân đo đong đếm đến trước khi lựa chọn một trong hai cái chiếc xe này, đó là gì? Ra ngoài nhé. Rồi, qua những cái chia sẻ vừa rồi của bọn mình thì vẫn có một cái mục cuối cùng cần phải nhắc đến nữa, đó chính là khấu hao và chi phí sử dụng. Đầu tiên nói về cái chiếc C250 10 tuổi này đi. Chúng ta sẽ có một cái điểm lợi, đó chính là nếu như mà mua một cái chiếc xe cũ ấy, thì cái phần khấu hao của chúng ta sẽ được giảm đi rất là nhiều. Cái điểm thứ hai đó chính là một cái điểm mình rất thích khi mà chạy những cái chiếc xe sang nhưng mà cũ, đó chính là khi mà chúng ta chạy một chiếc xe như thế này, vừa có những cái trải nghiệm sang chảnh, vừa có những cái trải nghiệm cao cấp. Thế nhưng mà bởi vì cái giá trị nó không lớn cho nên là chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều, có thể thoải mái hơn, quăng quật cái chiếc xe nhiều hơn và cái tâm lý nó cũng gọi là được buông lỏng hơn. Thế nhưng lại có một cái điểm trừ, đó chính là ai nhắc đến xe Đức cũng nhắc đến một cái từ gọi là hố vôi. Gọi là hố vôi thì chưa chắc đã đúng. Thế nhưng mà với những ai đã quyết định lựa chọn một cái dòng xe Đức, đặc biệt là 10 năm tuổi như thế này, thì có lẽ là nó sẽ phải ngốn nhiều thời gian và tiền bạc của chúng ta hơn để chăm sóc. Với một cái chiếc xe Đức, một cái chiếc mẹc cũ, thì cái việc mà chúng ta phải dành thời gian ra để chăm sóc xe này, rồi đưa đi bảo dưỡng liên tục và nói chung là hỏng đâu đập đấy, thì nó là cái chuyện đương nhiên. Và có lẽ cái điều này nó sẽ không phù hợp với những người có tính thực tế, đúng không? Đó, nó nói đến chiếc Soluto thì mua xe mới thì mình cũng không phải nghĩ nhiều. Đó, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận một cái sự thật là khi mà mình mua xe mới thì cái khấu hao nó cũng sẽ dễ mất giá hơn là mình mua xe cũ. Nhưng mà cũng được một cái điểm cộng là khi mà mình mua xe mới, mà xe em thấy là xe Hàn và xe Nhật, thì cái khấu hao và cái độ mất giá của nó sẽ không bằng xe Đức qua một thời gian, mà kiểu thời gian ngắn sau khi sử dụng đó. Nhưng mà bù lại là gì, mình sẽ không phải mất thời gian và tiền bạc nhiều trong cái việc bảo dưỡng, bảo trì. Mình chăm sóc nó cũng nhàn hơn, mình không phải bỏ nhiều thời gian. Nói chung là em thấy là trong cái khoản mà chăm sóc rồi thì bảo dưỡng thì nó rất là nhàn hạ cho người sử dụng. Nói tóm lại thì đối với những ai mà muốn có một cái sự trải nghiệm tốt, một cái cảm giác sang trọng, một cái trải nghiệm của một cái chiếc xe sang với một cái mức tiền không quá nhiều, không quá lớn, thì có thể chọn C250. Tất nhiên là luôn luôn phải sẵn sàng cho việc bảo dưỡng, sửa chữa và thậm chí là còn phải có một chút kiến thức hiểu biết về xe nữa. Còn anh nghĩ là với những ai mà tính thực tế cao thì cứ Soluto xe mới mà phàng, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Và một lần nữa mình xin cảm ơn Chợ Tốt đã đồng hành cùng Đường Hai Chiều trong video này. Và nếu các bạn muốn có nhu cầu mua xe cũ hoặc là xe mới thì có thể tham khảo Chợ Tốt Xe. Ở trên đó thì có cả xe mới và xe cũ thì và bên Chợ Tốt Xe cũng sẽ tư vấn cho các bạn để chọn được cái chiếc xe phù hợp nhất cho mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip. Nếu các bạn thích thì đừng quên like, share và subscribe Đường Hai Chiều để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.